AK Shop giới thiệu anh em video review AB125-2016 với combo mặt nạ lắp đặt LED chiếu sáng phụ trợ GL550W, hai chức năng on off bằng công tắc LED và chức năng passing đá đèn. Và đây là công tắc LED dùng để tắt mở đèn chiếu sáng phụ trợ. Khi các bạn nhấn vào công tắc LED sáng thì khi đó đèn sáng, các bạn tắt đèn tắt. Và đây là công tắc passing on off thay thế cho công tắc zin trên xe, vừa mới tích hợp lên chức năng passing vừa mới đá đèn. Việc lắp đặt trên xe, việc lắp đặt đèn lên xe, các bạn có thể tùy chọn cái chức năng tắt mở hoặc passing đá đèn hoặc cả hai. Như video các bạn đang xem trên xe này là đèn sẽ hoạt động hai chức năng. Độ sáng của L5 với công suất 50W cho độ sáng vượt trội hơn hẳn so với L4 30W. Sản phẩm đèn được bảo hành 12 tháng. Trong thời gian sử dụng cho các bạn. Đây mình test độ sáng của đèn. Đây là chức năng passing đá đèn. Đây là độ sáng của đèn L5. Công tắc LED dùng để on off. Khi đèn lắp đặt lên mặt nạ sẽ được tiến hành chế mũ, sơ mặt nạ và canh đèn. Kế đến là phần đồng hồ báo tua và bình. Đây là đồng hồ báo volt, giá trị điện áp của bình và tua máy. Khi các bạn nổ máy thì vòng tua bên ngoài lên xuống. Con số ở giữa là hiển thị chức năng báo volt, giá trị điện thế của bình. Video review AB125-2016 với combo mặt nạ lắp đặt đèn chiếu sáng phụ trợ L550W lên mặt nạ với hai chức năng on off tắt mở bằng công tắc LED và công tắc passing đá đèn. Sản phẩm được thực hiện với AK Shop.